Xin chào toàn thể anh em nhá. Mình hôm nay cập nhật về được 3 sản phẩm, 2 con âm ni và 1 con lọc xì. Giá ở trong phân khúc rất bình dân. Bây giờ mình sẽ cắt để gửi tới anh em tham khảo. Anh em nào yêu món nào thì alo cho mình. Anh em đến với mình là anh em được mua những cái sản phẩm ở phân khúc giá bình dân, thế nhưng mà mang lại những cái chất âm và những cái hiệu quả vượt xa những tầm tiền mà anh em đầu tư. Đúng chất, hàng bãi tuyển chọn anh em nhé. Mà đến với mình là tất cả các sản phẩm của mình là hoạt động hoàn hảo. Trước tiên ở dưới cùng, ở đầu tiên này anh em này, là một con âm ni của hãng Pialer. Đây là con Pialer có model là SX90. Cái con này thì là nó cấu hình của nó chạy y chang như con âm ni Pialer SX-TD1500 mà mình cũng bán rồi. Con này y chang như thế, cấu hình nó chạy như thế, cũng xuất âm tụ 4 sò sắt, radio bắt nét. Con này mình tuyển chọn về đẹp xuất sắc luôn, đánh được cặp A, cặp B, cặp C và đánh được AB cộng, AC cộng. Những cái con này nó đánh được 3 cặp loa thì anh em biết là cái công suất của nó là rất là khỏe, mà chất âm của nó cực kỳ ngọt ngào nhờ nó xuất âm tụ anh em nhé. Hàng tuyển chọn về đẹp xuất sắc luôn. Giá con này mình đang bán 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho anh em. Và có một cặp loa, cặp mà rắc loa đi cùng nguyên bản của nó là rơi vào tầm khoảng 500.000 đấy anh em ạ. Nắm anh em mua là không có cái rắc đâu, quan trọng là con máy nó đẹp. Anh em nhìn ngắm qua tất cả con máy của mình về tuyển chọn rất là đẹp. Và tiếp bên trên, con thứ hai là một con âm ni của Luckman phiên bản chữ ký anh em nhé. Đây là anh em phiên bản chữ ký của nó đây này, 45A. Trước mình cũng có một con thì cũng một bác khách lấy rồi, hôm nay mình cập nhật được một con nữa tuyển chọn về rất đẹp. Con này mình vẫn bán giá cũ cho anh em là 6,5 triệu anh em nhé. Con này có đánh được cầu man này, cầu remote này và AB cộng đây anh em ạ, bát chép này, tăng cường độ biên độ này, volume này. Con này tuyển chọn về rất đẹp. Và đến con bên trên, đây là một con lọc xì. Đây là một con lọc xì anh em nhé. Đây là một con lọc xì của Hàn Quốc. Con này đèn cần, đèn nước à, có, nó có đèn nước thôi, không có đèn cần. Nhưng mà con này giá nó ở trong cái phân khúc nó bình dân lắm, mà tiếng nó chất âm nó rất hay. Nó chỉ có 3 triệu thôi anh em ạ. Nhưng mà anh em được sở hữu một con lọc xì. Con này là điện 220V. Một con lọc xì rất đẹp mà tiếng rất hay, giá 3 triệu. Anh em nào yêu thì alo cho mình. Hàng mình vẫn đang về anh em nhé, vẫn đang cập nhật về. Những cái sản phẩm mà mình đã tuyển chọn rồi là nó chỉ ở trong phân khúc bình dân thôi, nhưng mà ngược lại anh em được mang lại những cái hiệu quả và âm thanh nó rất là hay. Con này rất đẹp, tuyển chọn về cực kỳ là đẹp luôn. Này là một con lọc xì của Hàn Quốc, EQI của nó đây, đây là EQI đây anh em này. Có model là 5010C. Đấy, con này nó có hai đèn, đèn này đèn nước này anh em này. Và có cái biên độ của nó chỉnh rất là rộng. Giá con này là mình đang bán 3 triệu. Chất âm cực kỳ là hay, ngọt ngào. Anh em nào yêu những cái sản phẩm nào thì alo cho mình. Đây hôm nay mình tạm thời cập nhật về được 3 sản phẩm. Một con Pialer SX90
một con Lúc Man phiên bản chữ ký 45A và một con lọc xì 5010C. Anh em yêu sản phẩm nào alo cho mình nhé, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.